Có rất là nhiều bạn hỏi mình là không biết là sử dụng cái retinoid hay là retina của Pretty Skin hay là của Kylie Care. Thì hôm nay thì mình sẽ giải đáp cho mọi người nhé. Retinoid hay là retina thì mọi người sẽ thấy là nó đều là dẫn xuất vitamin A và đều có tác dụng làm căng bóng da đấy, cải hóa cái làn da. Ví dụ như là các bạn bị da bị khô, bị nhăn này, rồi là bị thâm, sạm, nám. Đó, rồi là các bạn muốn thay đổi cái làn da, muốn cho da căng bóng, mềm mượt, trẻ hóa. Da nó được trẻ hóa, được căng bóng. Đó, các bạn dùng xong các bạn thấy là tự dưng là da giống như da em bé luôn mọi người. Nó căng, nó bóng và rất là màu mỡ. Đấy, sờ vào nó búng búng ở trên da. Đấy, trông rất là thích luôn đó mọi người. Thì hai cái sản phẩm này các bạn đều có thể sử dụng được. Đấy, retinoid, retina thì nó đều là những dẫn xuất của vitamin A. Và các bạn sử dụng giống nhau hết mọi người nhé. Qua những bước, ví dụ như tuần đầu tiên các bạn sử dụng 2 lần thì đều giống nhau, sử dụng 2 lần, 3 lần một tuần thôi. Sau đó là các bạn tăng cái tần suất lên. Đấy, nó giống nhau hết mà mọi người. Đó, chỉ khác là nó, các bạn sẽ thấy là nó có đôi chút về khác về cái công thức hóa học cũng như là các bạn sẽ thấy là cái chất của nó thôi, chứ còn về bản chất thì nó đều là dẫn xuất của vitamin A và có tác dụng gần như là như nhau luôn rồi, nên là các bạn sử dụng một trong hai đều được. Và qua những bước sử dụng, ví dụ như là toner, serum, đấy, kem dưỡng ẩm, sau đó là đến retinoid, retina, các bạn đều đến cái bước sử dụng cái sản phẩm này nhá. Đó, và sử dụng thì cách sử dụng giống, hoàn toàn giống nhau. Công dụng của nó là trẻ hóa da, trắng da, mở nám tàn nhang và căng bóng da mọi người ạ. Đấy. Và cái sản phẩm này thì nó là dưỡng ban đêm, làm sáng da, giảm nếp nhăn trên da, làm tăng độ đàn hồi, dưỡng ẩm da, giúp da mềm mại. Đó, hai cái công dụng của retinoid Kylie Care và cái retina của bakuchoi của Pretty Skin. Hai cái sản phẩm này đều có thành phần kinh khủng luôn, đó là thành phần bakuchoi. Các bạn biết là bakuchoi nó cũng là một trong những cái loại mà thành phần đang giúp cho bạn là thấy là thay da đủ thịt luôn. Đấy, nó sẽ giúp cho bạn trẻ hóa này, căng bóng da, sáng da, mờ thâm, sạm, nám tàn nhang. Đối với Kylie Care thì cái thành phần bakuchoi là 2% bakuchoi, còn đối với retina của Pretty Skin thì tận 3%. Đó, các bạn sẽ thấy là cái riêng cái này thành phần của Pretty Skin thì nó hơn hẳn luôn rồi. Đấy, niacinamide của Pretty Skin thì 10%. Đó, các bạn sẽ thấy là nó còn niacinamide của cái sản phẩm Kylie Care chỉ có 2%. Đó, các bạn thấy ngoài ra thì cái Kylie Care này nó có nhiều cái thành phần khác, trong khi là cái thành phần của cái sản phẩm retina của Pretty Skin thì các bạn sẽ thấy là cái thành phần chính của nó là như vậy thôi, còn ít các cái thành phần nhiều, không nhiều được cái thành phần như là cái thành phần của Kylie Care. Nói chung là tùy cái mong muốn sử dụng của bạn, cũng như là các bạn thấy là các bạn thích sử dụng cái sản phẩm nào thì bạn sử dụng cái nghiêng về cái sản phẩm đó thôi, chứ còn thường thường là cái công dụng cũng như là cái ấy của nó cũng gần như là ngang nhau luôn rồi. Đó, các bạn có thể sử dụng một trong hai đấy, và sử dụng nó đều mang những công dụng khác nhau đấy, nên là các bạn không cần quá đắn đo. Và hiện tại thì mình thấy là cái sản phẩm này nó hơn tiền hẳn luôn này mọi người này, của Pretty Skin là nó đắt hơn hẳn luôn đó mọi người, đắt hơn nhiều đây này. Đó, đắt hơn tận hơn 100.000 đó mọi người. Đó, nên là mọi người có thể, nếu mà kinh tế mà tốt thì mọi người cứ dùng cho mình của Pretty Skin đi. Đó, còn nếu mà kinh tế vừa phải thôi mọi người cứ dùng cho mình Kylie Care. Hiện tại thì mình đang phân phối Kylie Care này 290.000, hơn 290.000 gì đấy, có những lúc xuống một chút. Mình bao ship cho bạn toàn quốc luôn nên là các bạn yên tâm nhá. Còn cái sản phẩm này thì không thể 290 được các bạn nhá. Đó, nó phải là ít nhất giá thành cái sản phẩm này cũng phải rơi vào là 390 đấy các bạn ạ. Đó, nên là các bạn có thể là cân nhắc cái lượng, cái tài chính. Còn về cái công dụng thì mình sẽ thấy là đối với thành phần thì mình sẽ thấy là của Pretty Skin nó hơn hẳn của Kylie Care rồi mọi người nhá. Đó, nhưng mà rất là nhiều khách đang sử dụng cái sản phẩm Kylie Care luôn. Đó là retinoid hay retina thì các bạn thấy là sử dụng, các bạn cứ sử dụng, đã sử dụng là các bạn đã thấy là rất là tốt rồi. Còn mình khuyên các bạn là không nên là peel da hay là sử dụng những cái loại mà kem trộn hay là kem làm trắng sáng nhanh là các bạn không nên dùng nhé. Đó. Đấy, thì còn thắc mắc cho cái sản phẩm retina của Pretty Skin hay là retinoid của Kylie Care, các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình là 0985 328 298 nhé. Và cái Pretty Skin này nó có cả dạng tip và dạng chai đấy mọi người. Thì mình đang phân phối cho các bạn là dạng tip đây này. Đó, ok, xin chào cả nhà.